Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, ở hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục được quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ tuyệt đại ba đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay và hấp dẫn của câu chuyện này. quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Cổ quỷ cực phẩm của mình chính là vật phẩm nghịch thiên có thể khống chế tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu như để cho giả xoa vương biết được, sợ rằng sẽ xuất hiện trở ngại. Trên thế giới này, có thể khiến người ta tín nhiệm cũng không phải là người chịu ơn mình, mà chính là người có ơn với bản thân mình. Như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng tới dược không có cần thiết phải sử dụng đến cơ hội cuối cùng này hay không lôi động cũng đã cân nhắc hồi lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng bất kể nói như thế nào huyết ma này cũng là người của âm sát tông nếu như cứ để mặc cho hắn uổng phí chết đi như thế đối với thực lực tổng hợp của âm sát tông cũng là một đả kích rất lớn có thể hàng phục được hắn để cho mình sử dụng chẳng những không làm yếu bớt thực lực âm sát tông hơn nữa còn khiến cho thực lực bản thân bạo tăng một mảng lớn năng lực sinh tồn cũng cao lên rất nhiều. Về phần dực không, đã sớm có hiệp nghị cùng với hắn, nếu không phải việc liên quan đến sinh tử tổn vong, từ trước đến nay, đối động sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Đây luôn luôn là nguyên tắc của hắn. Trong một hạp cốc nhỏ yên tĩnh, hẻo lánh, bên trong thiên đạo minh, hắc bào dẫn theo hai tên huyết khối lỗi, phi thần vào đó, bắt theo phù phụ trấn Nam Vương, giam giữ vào trong một thạch lao, đồng thời dựa theo kế hoạch, dùng truyền tấn phủ báo cáo kết quả hành động cho huyết ma. Hơn nữa, Hắc Bảo cũng thuận tiện truyền thêm một tin tức nữa trong truyền tấn phủ. Đó chính là khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, đi ngang qua biên giới của một mảnh đất u minh thiên nhiên, trong đó vô ý đã phát hiện ra một gốc u minh huyền tham có hỏa hầu không dưới năm vạn năm. U minh huyền tham thông thường sinh trưởng tại u minh quỷ vực, nhưng cho dù là vùng đất của cửu u, một nơi mà u minh quỷ khí nồng nặc, muốn tìm ra được một gốc u minh huyền tham đặt tới hỏa hầu như vậy cũng tuyệt đối là không phải việc đơn giản. Huống chi, mạo hiểm tiến vào vùng đất cửu u đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói cũng là một hành vi thập phần nguy hiểm. Vì vậy, một gốc u minh huyền tham có hỏa hầu gần 5 vạn năm, đương nhiên là giá trị liên thành, đủ để khiến cho bất kỳ một tu sĩ Nguyên Anh nào cũng có thể nảy sinh lòng ham muốn. Chẳng qua, Hắc Bào còn nói thêm, yêu thú trồng còi cốc u minh huyền tam kia chính là một con vệ hồn ảnh hổ thực lực đã đạt được tới kim đan cao dài trong lúc đang rình mò dòm ngó hắc bào hắn thiếu chút nữa đã bị vệ hồn ảnh hổ một miếng nuốt sống cho dù hắn có mang theo hai tên huyết côi lỗi thì cũng không đánh lại được đầu vệ hồn ảnh hổ kim đan cao dài kia vệ hồn ảnh hổ có được một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú có thể thông qua việc cắn nuốt các loại hồn phách để mà tiến dai chỉ cần tu luyện thích hợp việc thăng cấp lên được tới kim đan kỳ cũng đã điều chắc chắn. Đương nhiên, về hồn ảnh hổ, nếu như muốn thăng cấp lên tới nguyên anh thì lại phải cần vận khí cùng cơ duyên rất lớn, không phải dễ dàng như trước nữa. Nhưng danh tiếng của phệ hồn ảnh hổ cũng vô cùng vang dội, bởi vì trong đám yêu thú đồng cấp, nó là một loại có được sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nhất là khi đối mặt với các loại hồn phách quỷ quái thì đặc biệt chiếm được ưu thế. Tuyệt khỏi lỗi bản thân chính là một loại sinh vật bán hồn phách, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hổ khắc chế. Có thể nói, đây là một chiêu thức dụ hoặc của lôi động vô cùng ma đầu. Đương nhiên, thứ đó có thể khiến cho huyết khôi lỗi động tâm vẫn chính là gốc u minh huyền tham kia. Về hồn ảnh hổ, hồ, trừ khi là còn con non vừa mới sinh ra, bằng không khó có thể khiến cho huyết ma để mắt tới được. Mà khiến cho huyết ma cảm thấy hứng thú chính là, một nơi có thể dựng dụng cho được u minh huyền tham cấp bậc như vậy, tự nhiên cũng có khả năng sẽ xuất hiện một số thiên tài địa bảo khác chỉ sinh trưởng bên trong hoàn cảnh u minh u minh quỷ vực vùng đất cửu u đây chính là địa phương có rất nhiều các loại bảo bối đối với một tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói vẹn vẹn chỉ có mười vạn dặm hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì đi tới nhìn thử một chút cũng chẳng sao có thể kiếm được một gốc u minh huyền tham hòa hậu như vậy đối với huyết ma hắn mà nói cũng là sự tình vô cùng khó có được. Không do dự nhiều, huyết ma liền bỏ ra thời gian vài ngày đến một địa điểm bí ẩn rồi gọi hắc bảo tới, cũng xuất phát từ nguyên tắc hành sự cẩn thận chú đáo. Cho nên, hắn đã dò hỏi hắc bảo đủ loại tình huống liên quan đến U Minh Huyền Tham. Hắc bảo là người thông minh, biết rằng bắt đầu từ khoảnh khắc hắn phản bội huyết ma thì đã không còn đường để quay đầu nữa rồi. Cho dù bây giờ hắn thành thật nói cho huyết ma biết, hắn phản bội cũng là việc bất đắc dĩ, thì vẫn sẽ bị huyết ma đổi điên mà giết chết. Việc nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng. Huyết ma không chết thì hắc bào hắn khó an lòng được. Huống chi, lôi động đã từ mình để cho hắn kiến thức qua thế nào gọi là thống khổ của quỷ cổ phệ hồn. Cái thứ kia, một khi bắt đầu phát tác, chỉ có bốn chữ sống không bằng chết. Huống hồ, lôi động cũng không phải là loại người cao kiệt mặc dù là dùng quỷ cổ để khống chế kẻ khác, nhưng cũng không khiến cho kẻ đó, ngay cả một chút hy vọng sống sót cũng không có. Chẳng những đó cho hắn biết, nếu như hắn trung thành tận tâm cống hiến, vậy thì sau trăm năm chính là thời điểm tự do của hắc bảo hắn rồi. Mà trong lúc đang hiệu mệnh cho lôi động, thì chỉ cần hắc bảo hắn tận tâm, dốc sức làm việc, các loại bàn thưởng cũng sẽ không thiếu. Ví dụ như lần này, hắc bảo đã có được 10 viên huyền kim đan dị thường trân quý tới tay Điều này giúp cho tâm tình sợ hãi ác liệt khi bị quỷ cổ khống chế của Hắc Bảo, nhất thời cũng tiêu tán đi không ít, làm việc cũng đặc biệt cố gắng hơn. Thủ lao cỡ này, so với cái giá mà huyết ma bỏ ra thì cao hơn rất nhiều. Thậm chí, Hắc Bảo mơ hồ cảm thấy nếu cứ đi theo đôi động lăn lộn về sau, có lẽ thật sự rất có tiền đồ đấy. Gã gia hỏa này, ngay cả thiên ma đại nhân cũng đều nghe theo hắn, ngay cả huyết ma cũng dám tính kế. Cả đời này, đây vẫn là lần đầu tiên hắc bảo gặp phải một tu sĩ kim đan lợi hại như vậy lời đối thoại đã được cân nhắc qua rất nhiều lần huyết mà cũng không nghe ra được sợ hở bất quá hắn vẫn không yên tâm như trước mà lại phái ra một khối phần thần huyết khôi nối có một luồng thần niệm của hắn theo hắc bảo đi tới nơi đó quả nhiên đó là một vùng đất u minh do thiên nhiên hình thành một cái nứt sâu thăm thẳm bí ẩn và âm u từ đằng xa quả thực đã cảm ứng được Ký tức của một đầu phệ hồn anh hổ kim đan cao dài. Huyết ma thông qua huyết khối lỗi kiểm tra chung quanh một phen, cũng không hề phát hiện ra được bất kỳ trận pháp do con người tạo ra hoặc là dấu hiệu có mai phục. Tất cả các tình huống đều hợp tình hợp lý, khe đất sâu thẳm kia quả thực cũng thập phần bí ẩn. Nếu như không phải hắc bào sông bậy sông bạ, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp cũng không thể nào phát hiện ra được khe nứt này. Bản tôn của huyết ma tự nhiên là hết sức cao hứng đối với loại thiên tài địa bảo vô giá mà lại tiện tay có thể vơ được này. Nếu như không lấy, quả thực không còn thiền lý nữa. Bật quá, phê hồn ảnh hổ thực lực rất mạnh, nhất là đối với những sinh bệnh hồn phách còn có công hiệu khắc chế rất lớn. Huyệt mà cũng không muốn huyết khôi lỗi mà hắn đã tốn hao vô số tâm huyết cùng thời gian để mà luyện ra bị tổn thất dễ dàng như vậy. Bản tồn tới đó có thể đơn giản tiêu diệt đầu ảnh hổ kia, còn có thể ngăn chặn ảnh hổ không đến mức chó cùng rất rộng, hủy đi u minh huyện tham kia mất. Dưới tình huống hữu tâm tính kế vô tâm, huyệt mà đâu thể ngờ rằng từ đầu tới cuối hắn đã rơi vào trong kế hoạch của người khác. Tâm tình ít khi vô cùng cao hứng như hiện tại. Tốn hào non đựa canh giờ bay đến vùng đất u minh kia. Đường theo độn quang màu máu đỏ rực trực tiếp bay thẳng vào bên trong khe nứt. Tiếng cười quái dị cuồng vọng không dứt, thần niệm vô cùng cường đại của bản tôn quét ngang toàn bộ khe nứt ấy. Quả nhiên bên dưới một ngọn nhà phòng, có thấy một khúc u minh huyền tham sinh trưởng ở đó. Quả thật là hạ hậu sắc tự không thấp. Chỉ in, cả đời này huyết ma, hắn còn chưa gặp qua được u minh huyền tham, có hỏa hậu năm vạn năm. Những ngày khi huyết ma tinh thần đang hưng phấn, đồng thời cảnh giác cũng muốn buồn lỏng. Từng luồng lực lượng có tính lôi kéo cực lớn, nặng nề, đè ập xuống hắn, khiến hắn bị ép xuống biển dưới. Huyết ma cả kinh, sắc mặt đại biến mà thét lên thiền phú trọng lực thuật, thổ cự nhân, chết tiệt. Năm xưa khi huyết ma còn trẻ, đã từng đi địch lạm bên trong đại hoàng mạc, chẳng bao lâu sau cũng đã nếm rất nhiều thiệt thòi trên người thổ cự nhân. Huyết mạch còn lưu lại của viễn cổ cự nhân này trải qua sinh tồn vô số năm, bởi vì thích ứng với hoàn cảnh mà biến hóa thành một chủng tộc. Thổ cự nhân tuy rằng bá khí cường đại không bằng được cự nhân nhất tộc thời kỳ viễn cổ, nhưng cũng là loại cực kỳ có dây dừa, Nhân là họ tinh thông rất nhiều loại pháp thuật thuộc về thổ ngũ hành thuần khiết. Một khi vận dụng thích hợp, có thể phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng được. Thiên phú thổ độn thuật cùng với trọng lực thuật chính là hai trong số đó. Quanh năm sinh tồn chém giết trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, một tộc thổ cự nhân có thể thi triển thổ độn thuật, hòa hợp thành một thể với đại địa, nham thạch. Hơn nữa, bởi vì trong cơ thể bọn họ có thổ nguyên tố nồng nặc, cùng với thân thể gần như nham thạch hóa, rất khó bị kẻ khác nhìn ra được. Thuần túy dựa vào tu vi mà nói, huyệt mà so với phục ma tồn giả của kim cường tự cũng không cường đại hơn bao nhiêu. Nhưng trước vẹn vẹn vẫn chỉ là nguyên anh sơ dài đỉnh phong mà thôi. Dưới tình huống con tới hai mươi chiều trọng lực thuật của thổ cự nhân xếp chồng lôi kéo, thân hình trực tiếp khựng lại ở giữa không trung. Âm một tiếng, một đạo quang trụ long lánh phẳng phất như bắn ra từ phía trên trời, cắt ngang trời đêm, vô cùng chính xác bắn trúng vào huyết ma đang khống chế không thể nhúc nhích trong nháy mắt. Lực lượng quang minh tinh thuần, lực lượng trùng kích khổng lồ đánh cho thân thể vừa mới kịp phòng cự của huyết ma nứt nẻ. Một thân tràn gặp huyết sát vũ khí, dáng tươi cười lúc nãy đã biến mất hơn phần nửa, vẻ mặt vẫn nộ sợ hãi rít gào. Dực thần tộc là dực thần tộc sao? Dực thần tộc khởi nguồn từ thời kỳ viễn cổ, chính là một chủng tộc thực lực phi thường cường đại, thiên phú dị ẩm, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần tu luyện bình thường, tới khi thành niên liên có được sức chiến đấu không tầm thường. Nhược điểm duy nhất của tộc này chính là người trưởng thành rất thừa thớt, mức độ sinh đẻ vô cùng thấp. Chẳng qua điều này cũng phù hợp với thiên đạo. Đây là chủng tộc càng cường đại thì khả năng sinh nở tuyệt đối sẽ không cao. Nếu như có được khả năng sinh đẻ giống như nhân loại, dực thần tộc đã sớm thống nhất tam giới lục vực cửu châu từ lâu, chứ không phải giống như là bây giờ, ven ven chỉ an vận ở một góc, phòng thủ có thừa nhưng phát triển thì không đủ bất quá dù là như vậy, cũng không có một ai có thể phủ nhận sự cường đại của dực thần tộc. Dực không đã khôi phục được đến thời kỳ đỉnh phong, mở rộng hai cánh, ngạo nghệ đứng dưới ánh trăng. Tư thế của hai tay cũng cực kỳ đặc biệt, từ đằng xa ngắm thẳng vào huyết ma. Trong lòng bàn tay, quang minh lực nồng nặc, ngừng mà không tiêu tán. Rất hiển nhiên, hắn có thể đánh ra chiêu quang minh pháo lần thứ hai bất cứ lúc nào. Huyết ma không phải người ngu, từ tết cục này có thể thấy được, hắn hiển nhiên đã trúng kế của kẻ khác. Hơn nữa, có thể đưa hắn tới mức này, đừng nhìn rõ ràng nếu như đối phương thực sự có tâm dám can đảm tính kế với mình, vậy thì chúng đã có được chắc chắn, tuyệt đối sẽ thành công. Chẳng qua lòng tin đối với thực lực của mình từ trước tới nay, khiến cho huyết ma vẫn chưa muốn từ bỏ ý định. Huyết sát thần công bị hắn vận chuyển tới mức cực cùng. Ngập trời huyết sắt chi khí, vẹn vẹn chỉ trong vài lần hô hấp, Điện đã lan tràn ra xung quanh vài dặm huyết ảnh tầng tầng lớp lớp hồng vân cuồn cuộn có vài thổ cự nhân tránh né không kịp đã bị huyết sát ăn mòn toàn thân cơ thể như nham thạch ao ao bong tróc ra từng mảng nhất thời thống cổ vạn phần điên cuồng rít gạo mà cùng lúc đó hơn bảy huyết khôi đỗi như ẩn như hiện kèm theo những trận tình phòng đỏ rực chém giết về phía đám thổ cự nhân chỉ cần có thể tiêu diệt phân nửa thổ cự nhân trong khoảng thời gian ngắn huyết mà nên có lòng tin chạy thoát. Cho dù phải bỏ ra cái giá là hơn 10 huyết khôi lỗi kia, bỗng nhiên thúc giục huyết sát vụ, đánh giết về phía đám thổ cự nhân vừa mới lộ ra. Giờ không biết rõ, đám thổ cự nhân này là bảo bối của lôi động, mà lôi động cho tới giờ hiện vẫn còn là chủ nhân của hắn, thán phục uy lực của huyết sát thần công kia, đồng thời thân hình vội vàng lóe lên, hóa thành tuộn quang chói mắt, rơi vào bên trong huyết vụ, đôi cánh dương cao, hai tay giơ lên trước mắt, quát lớn. Phạm lệnh đại quang bình chú, phá cho ta. Quang hoa thuần khiết nhất, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đã bắn ra bốn phường tám hướng. giữa công lúc này nhìn vào giống như là một mặt trời trói mắt. Quang hoa đụng phải huyết sát, không ngừng bốc lên những đàn có đèn kịt thành hồi không gì sánh được, mà huyết vụ giống như là gặp phải khắc tinh, tự như băng tuyết ở dưới ánh mặt trời, không ngừng tan rã. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, loại quang minh lực thuần khiết này có được đặc hiệu tru tả vô cùng cường đại. Dù cho thực lực dực không còn kém hơn một chút so với huyết ma, nhưng từ thực tế có thể thấy, quang minh lực đối kháng cùng với huyết sát lực, quang minh lực vẫn như cũ, chiếm được ưu thế rất lớn. Nhất là huyết khôi lỗi bị quang hoa của đại quang minh trú này chiếu rọi tới, lập tức bốc lên từng đoạn khói đen đầu nặc, thống khổ kêu trên không ngớt. Huyết ma vô cùng phiền muộn, Rõ ràng thực lực của bản thân so với cái tên dực thần tộc này còn mạnh hơn một bậc. Nếu như không phải bị hắn đánh lén chịu đả thương không nhẹ, nếu như đối kháng chính diện mà nói, cho dù hắn có bị quang minh lực khắc chế, dựa vào đủ loại thủ đoạn của huyết ma hắn, đâu có dễ dàng bị dồn ép vô cùng chật vật như hiện nay. Cho dù tệ nhất, cũng sẽ không bị rơi vào hạ phong. Nhưng lần này, hắn cũng chỉ đành chạy trối chết mà thôi. Mục đích kiềm chế người của dực thần tộc đã đạt được rồi lập tức thi triển huyết độn thuật sở trường của hắn, hóa thành một đoàn huyết vụ lao đi thật nhanh. Huyết độn thuật, nếu như đổi lại thành kẻ khác thi triển ra, cần phải tiêu hao rất nhiều máu huyết của bản thể, nhẹ thì trọng thương, còn nặng thì sẽ chết. Nhưng huyết ma thi triển ra huyết độn thuật, hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng huyết sát vô cùng vô tận trong cơ thể để thay thế máu huyết bản thân. Về sau, nhiều lắm cũng chỉ tổn thương chút nguyên khí mà thôi. Đó cũng là ưu thế của huyết ma hắn là một trong những thủ đoạn giữ mạng sau bao nhiêu lần rơi vào tuyệt cảnh. Ây già, chẳng có gì mới mẻ cả. Một thanh âm hơi khàn khàn, phẳng phất như vọng về từ cựu u sâu thẳm. Trong tiếng thở dài tràn ngập ý vị kinh thường, vì để cho huyết ma không phát hiện ra, thiền ma mai phục ở khoảng cách rất xa, lúc này đã vội vàng chạy tới. Thầy trò huyết ma muốn bỏ trốn, cũng nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nếu đã quyết định muốn phục kích hắn, vậy thì sao có thể không hiểu chút nào về những thủ đoạn của hắn đây. Lúc này, một đạo phù lực ngưng trọng không gian được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, giá trị vô cùng xa xỉ được thôi động phóng ra. Sau khi huyết ma nhìn thấy đạo phù lực kia thiêu đốt, trong nháy mắt khiến trong không gian trong phương viên vài trăm dặm trở nên đông đặc lại, gần như cô đọng hẳn lại. Hắn liền thầm kêu một tiếng không tốt. Huyết đồn thuận tốc độ cực nhanh, vậy mà trong hoàn cảnh này cũng giống như bị rơi vào một ao đầm lầy lội tốc độ đột nhiên chậm lại cả chục lần. Chỉ nghe ầm một tiếng, thiên mặt thừa cơ đánh ra một quyền, quyền đầu lớn cấp một trường, tự ma khí thuần túy ngừng kết cao độ, mà thành nhanh chóng đánh thẳng về phía huyết ma. Huyết ma đang ở trong trạng thái huyết độn, đâu có bày ra một chút phòng ngự nào. Trong sát nạ ấy, liền bị đánh bay ngược trở lại. Sát vụ chi khí quấn quanh thần thể hắn, cũng thiếu chút nữa là bị đánh cho tan nát toàn bộ. Thiên ma, người dám cấu kết với ngoại nhân, tính kế người nhà trong tông bồn hả? Người có biết đã phạm phải tội lớn, vạn quỷ phệ hồn hay không? Việt mà bị phẫn gần chết, bắt đầu rít gào. Hắn vạn vạn lần cũng không ngờ được. Kẻ tính kế với mình, dĩ nhiên lại là cái tên thiền mà hậu bối ở trong tông bồn. Đến lúc này, nội tâm của hắn mới chính thức quyết định phải bỏ chạy. Huyết sát lực còn lại đã không thể đủ để chống đỡ thêm một lần huyết độn thuật nào của hắn nữa. Hai lần bất ngờ không kịp đề phòng bị đối phương hạ độc thủ đánh lén. Thường thế của hắn tuyệt đối là không nhẹ. Huyết mà, ta kính người là tiền bối trong tông. Thành thần đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, chờ xử lý đi. Bằng không đừng trách bản tôn hạ độc thủ. Thiên ma lạnh lùng nói, hai tay chắp tay sau lưng, đón gió ngạo nghễ, huyền phủ giữa không trung. Tu vi của nàng hôm nay cũng đã tiếp cận nguyên anh trung dài. So với huyết ma thời kỳ đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay, huyết ma dưới tình huống bị trọng thương, cho dù là đơn độc giao đấu thì hắn cũng không còn là đối thủ của nàng nữa. Bởi vì vậy, hắn cũng rất rõ rử. sự. xử lý ư, đáng cười, ai dám xử lý bản tôn chứ? viên mà thực sự đã đã thẹn quá hóa giận. Mấy tên dị tộc kia tính kế đánh lén mình thì cũng thôi đi. Đều là thái thượng trưởng lão, vậy mà thiên ma dĩ nhiên lại không thèm để ý tới đại cục đánh lén mình. Chính ta. Không gian đột nhiên khẽ rung động vạn vẹo một trận. Lôi động một thân hắc giáp lăng lệ trên lưng dừng lên đôi cánh, xuất hiện đứng bên người thiên ma, sau mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Tự nhiên là ta đến xử lý ngươi rồi. Lúc này lôi động không thi triển ra chu thiên tàng nhật quyết. huyệt mà nước mắt nhìn ra hắn chỉ là một tu sĩ kim đan sơ dai. bất quá từ trang phục bên ngoài, cùng với phối sức đeo ở bên hồng mà nói, hắn là tu sĩ kim đan của ẩm sát tông. Huyệt mà cũng không rõ ràng lắm, trong tông phái tính lúc nào lại có thêm một tu sĩ kim đan trẻ tuổi như vậy nghe thấy thế liền tức giận khinh thường nói người chỉ là một đệ tử kim đan cũng dám đến xử lý bản tôn ư trong lúc bên này đang nói chuyện ở bên kia giờ không đã xử lý xong huyết sát tiện tay quăng ra vài đạo bạch quang đám thổ cự nhân đã bị huyết sát ăn mòn kia huyết sát trên thân thể lập tức bị hóa giải khu trừ tuy rằng có vài thổ cự nhân thụ thương tinh thần vẫn có phần uể oải mệt mỏi như cũ nhưng lấy sinh bệnh lực ngoan cường của đám người thổ cự nhân tuyệt đối sẽ không chết được. Đám thổ cự nhân còn lại dưới sự dẫn dắt của rực không ảo ảo vây tới, phòng ngừa huyết ma chó cùng rất rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã vây chặt huyết ma vào trong, cho dù chắp cái cũng khó mà bay được. Nếu như người biết thần phận của hắn, vậy tự nhìn lại xem, người có mặt mũi nào nói ra những lời như thế. Thiền ma cũng lạnh lùng nhìn, trong chọc, chọc vào trong huyết ma. Huyết ma có chút ngạc nhiên, thực sự cũng không tài nào nghĩ ra được kẻ này đến tột cùng là ai. Lôi động cũng lời nói lời thừa thái với hắn ta, chỉ khẽ chắp tay rồi nói. Huyệt ma tiền bối, vạn bối họ lôi, tên là động, chính là đệ tử thần truyền của vạn quỷ quật, vạn quỷ lão tổ, đồng thời cũng là trưởng phu của định nguyện ngôn. Hẳn là bây giờ tiền bối đã hiểu rõ, đến tột cùng là ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Huyệt ma nghe xong, khuôn mặt quả thực đã không còn là hình cười kia, cũng vặn vẹo một trận, trầm mặc tới nửa buổi, hắn mới hừ lạnh rồi nói. Việc này thực sự là bản tôn đuối lý. Nếu chuyện đã tới nước này, bản tôn cũng không còn đời nào để nói. Thiền mà, tiểu tử họ lôi, hãy nhìn vào một phần mọi người cùng nhau trong một tông. Hãy cho bản tôn chút thống khoái đi. Trong mà đạo, chết cũng không phải là sự tình đáng sợ. Cho dù là trong âm sát tông cũng có rất nhiều loại hình phạt khiến cho kẻ khác sống không bằng chết. Việt mà tiền bối nghĩ thử xem, nếu như dựa theo tâm tính của đội bố, tự nhiên sẽ để cho tiền bối hưởng thụ một chút tư vị vạn quỷ vệ hồn. Lôi động tuy rằng lúc nói chuyện luôn mồm gọi tiền bối, nhưng nội dung lại khiến cho kẻ khác rét lạnh không thôi. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, chẳng qua quả thực giống như tiền bối nói, mọi người chính là đồng tông, ít nhiều cũng có chút tình cảm, mà tính toán của huyết ma tiền bối cũng không phải là không thành công. Lôi mẫu ngược lại, nguyện ý nhìn vào đại cục để cho tiền bối có một cơ hội hối cải. Lôi động cũng không vòng vo vò nhiều lời, trực tiếp nói thẳng ra, đối mặt với loại tu sĩ nguyên anh kỳ tâm trí kiên định tín niệm kiên định này lôi động biết nếu như nói vòng nói vo sẽ chỉ khiến cho đối phương này sinh phản cảm cùng khinh thường mà thôi không hề nghi ngờ Việt ma là một tu sĩ cường đại nên như có thể để cho mình sử dụng tự nhiên là một niềm vui cực lớn ngay cả trong lòng lôi động cũng mơ hồ có chút trở mong Việt ma từ xa nhìn chăm chăm vào lôi động lại quay sang nhìn thiên ma nhìn tư thế hai người sóng vai nhau mà đứng khiến trong lòng huyết ma có chút nghi hoặc. Hơn nữa, mơ hồ còn có phần kinh hãi, bởi vì tư thế đứng của thiên ma phảng phất tựa như đến tiểu tử họ lôi kia làm chủ. Lại liếc mắt nhìn đám người dực thần tộc huyền phủ trong không trung phía xa. Quan hệ giữa bọn chúng với tiểu tử họ lôi này dường như cũng không đơn giản như vậy. Sau một lúc trầm mặc, huyết ma chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói. Lôi động, đưa ra yêu cầu của ngươi đi. Hơn nữa, bản tôn có thể đập ra huyết thể mọi việc giữa chúng ta có thể coi như chưa từng phát sinh. Cho dù đã rơi vào tuyệt cảnh, huyệt mà vẫn khí độ bất phạm như trước, trên trán bờ hồ còn hiện ra một chút kiêu ngạo. Nhưng hắn lúc này lại không dám coi thường lôi động nửa phần nữa. Ở đây có một con quỷ cổ, chỉ cần tiền bối khẳng khái nuốt vào, ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Lôi động lật tay lấy cho một bình ngọc, thanh âm bình tĩnh bổ sung mà nói. Thuận tiện nói thêm một câu, luyện chế một con quỷ cổ thích hợp cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sử dụng thế này. Tài liệu chủ yếu chính là một con cực phẩm linh quỷ. Cái gì? Mí mắt của huyết ma cũng nặng nề giật giật vài cái. Hắn bị cả kinh khi tài liệu chủ yếu để luyện chế quỷ cổ lại là một linh quỷ cực phẩm. Vì sao phải dùng tất linh quỷ cực phẩm làm tài liệu chính? Đương nhiên trong lòng cũng có chút suy đoán mơ hồ. Chẳng qua hắn không dám khẳng định bản thôi. Lạnh lùng nhìn chăm chăm lôi động, tựa như đang chờ nghe hắn giải thích. Nhưng mặc kệ nó như thế nào, thứ đồ chơi này cũng không phải là một vật đơn giản. Lôi động cũng không do dự, chậm rãi nói ra tác dụng của quỷ cổ một lần. Việt mà trong lòng tựa như có kinh đào hải lãng, cuối cùng cười lên như điên. Lôi động, tuy rằng bản tôn không biết được ngươi từ nơi nào lấy ra được cái loại đồ vật nghịch thiên đáng sợ này. Ngay cả sinh tử của tu sĩ Nguyên Anh cũng đều có thể nắm giữ trong tay, thì những người lại quá mức coi thường bản tôn rồi đó. Bản tôn đường đường là một tu sĩ nguyên anh. Làm sao có thể thuần phục một tên tu sĩ kim đàn nho nhỏ như ngươi được? Không cần phải nói thêm gì nữa. Cứ lấy mạng của bản tôn đi là được. Huyệt mà cũng là một người thông minh. Sau khi nghe được lôi động giải thích rõ ràng nguyên lý cùng tác dụng của quỷ cổ, tự nhiên hắn liền biết được ngày hôm nay đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Không phải sống chính là chết nếu như nói muốn bỏ ra một lượng lớn tài phú để bồi thường giữ mạng, lời này cũng chẳng thể nào tốt ra được. Người ta, ngay cả linh quỷ cực phẩm cũng có thể bỏ ra một cách xa xỉ để luyện chế quỷ cổ, còn thiếu một chút tài sản này của huyết mà hắn hay sao? Chẳng qua so với việc từ nay về sau, phải thần phục một tu sĩ kim nan, là một khôi lỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không giữ được mình. Đối với huyết mà mà nói, ngược lại, hắn tình nguyện ngã xuống oanh oanh liền liệt còn hơn, dù sao cũng đã sống tới bảy tám trăm năm Xong như vậy cũng đã là đủ lắm rồi đối với câu trả lời của huyết ma nội đồng dâm đã có dữ liệu hắn khai chắp tay rồi nói tiền bối thật là khí khái vạn bối thập phần kính phục chẳng qua xin tiền bối hãy ngừng thần tĩnh khí nghe vạn bối nói một phen đá nếu như đến lúc đó tiền bối còn muốn khẳng khái hy sinh vậy thì vạn bối tự nhiên sẽ thành toàn cho tiền bối hơn nữa vạn bối còn có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không mang lại đau đớn cho tiền bối lời nói lần này của hắn khiến huyết ma nghe vào trong lòng cũng thấy thoải mái cảm giác uất ức khi bị vạn bối áp chế khỉ dễ cũng đã tiêu tan đi rất nhiều tiểu từ này cũng không phải là kẻ cạn tàu ráo máng liền trầm giọng mà nói được bản tôn liền cẩn thận lắng nghe người nói một phen bất quá người tốt nhất vẫn nên vứt bỏ ý niệm này đi thì hơn muốn mạng của bản tôn thì có thể cho dù là vạn quỷ phệ hồn bản tôn cũng đều nhận. Nhưng muốn bản tôn thành phục ngươi, vậy thì vạn vạn lần không thể đâu. Một một tu sĩ Nguyên Anh, sau khi trải qua sự tẩy rửa của tâm kiếp, đều là những người có tâm trí phi thường kiên định. Nhưng mà trong lòng lôi động, lại sớm đã có dự định, trầm ngâm một hồi. Sau đó, hắn liền nghiêm nghị nói. Vạn bối chưa tới 60 tuổi, liền tu thành kim đan. Phần tư chất tiến độ này, tuy không tính là kinh thế hãi tục, nhưng cũng rất có triển vọng. Nếu như vạn bối nói, Cảnh giới Nguyên Anh đối với phản bối cũng không phải là cấp độ kịch thiên gì. Tiền bối có tin tưởng hay không chứ? Quả thật là không tệ. Chỉ cần không bước sai đường, tốc độ tịnh tiến tù vị của người không đổi. Nguyên Anh cảnh vẫn rất có hy vọng. Chẳng qua tiểu tử, con đường tu tiên vô phản trông gai. Ai cũng không dám cam đoan mình có thể tu thành Nguyên Anh đâu. Huyết mà gật đầu, đưa ra một câu đánh giá rất đúng trọng tâm đồng thời trong lòng ít nhiều cũng coi trọng lôi động thêm một chút. Dù sao đây cũng là một tiểu tử vô cùng có tiền đồ. Tiền bối hãy nhìn qua thực lực của vạn bối xem sao. Lôi động dứt lời, liền triệu hoán ra hai quỷ tướng. Sau khi trải qua lôi động sử dụng tài nguyên cùng với liều mạng tầm bộ, hai quỷ tướng cực phẩm này đã tăng cấp lên cao dài. Mà hôm nay, sự lớn mạnh thần hồn của lôi động đã vượt qua tất cả tù sĩ kim đan bình thường. Cũng vừa vặn có thể miễn cưỡng ngự sử hai quỷ tướng uy phòng lẫm lẫm này. Mặt khác vạn quỷ phiên lại tung ra, từng con lệ quỷ kim đan sơ dai lần lượt xuất hiện, có tận sáu con vây quanh bên người đồi động, không ngừng lượn lở. Tiếng quỷ gào không dứt. Cùng lúc đó, một tiếng hổ gầm rung trời, về hôn ảnh hổ mới vừa rồi đảm nhiệm làm bồi nhự. Hôm nay đã có thực lực kim đan cao dai nhu thuận hạ xuống bên người lồi động, vô cùng thần thiết liếm tay của hắn. Cho dù là tu sĩ cấp bậc như huyết ma, sau khi nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này rõ ràng mới chỉ là kim đan sơ dai. Sao hắn có thể làm được? Nhất là hai con quỷ tướng cao dai kia. Huyết ma rất rõ ràng. Nếu như dùng tên linh quỷ thượng phẩm, quả thực là có thể bồi dưỡng quỷ tướng tới trình độ cao dai. Nhưng tài liệu tiêu hào thì cũng đã chính là một con số trên trời. Khiến trong lòng huyết ma run lên chính là vừa rồi tiểu tử này nói dùng linh quỷ cực phẩm luyện chế quỷ cổ chẳng lẽ hai quỷ tướng cao giai này cũng là cực phẩm linh quỷ sao? Điều này sao có thể? Huyệt mà bỗng nhiên vô ý thức lắc đầu. Hôm nay, toàn bộ Khang Châu, số lượng quỷ tướng cực phẩm coi như nổi danh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của hai bàn tay. Tuyệt đối không có khả năng. Việc này quá mức hoang đường. Chẳng qua dù vậy, thân hồn của hắn đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể khống chế được quỷ tướng cao giai, Lại còn là một lúc hai con liền. Vạn bối từ nhỏ đã vô cùng chú trọng rèn luyện sự lớn mạnh của thần hồn, lại bởi vì đạt được kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, như là tẩy tâm quả, hôn quả, lòng quy hương, bồ đề thanh tâm trà đủ các loại. Trình độ lớn mạnh của thần hồn đã vượt xa những tù sĩ kim đàn cao giai bình thường. Khi lôi động nói ra những lời này, sắc mặt cũng hơi có phần ngạo nghễ. Quả thần trên thế giới này không thiếu những hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tốc độ tu luyện so với bản thân mình còn nhanh hơn một chút thế nhưng nếu như trong đám đồng bối so sánh cường độ thần hồn với mình có thể tìm được bao người những thứ này đều là lôi động thông qua bản thân không ngừng nỗ lực dần dần mới tích lũy ra được tự nhiên hắn hoàn toàn có đủ tư cách để kiêu ngạo huyết ma hít một hơi khí lạnh hắn đã hoàn toàn bị kinh sợ một phen quả nhiên trình độ thần hồn của tiểu tử này vô cùng kinh khủng tuy rằng đứng trước loại độ cao như huyết ma lôi động cho dù là kim đan cao dai cũng không tạo ra được uy hiếp đối với hắn. Nhưng điều đáng sợ chính là tuổi tác của tiểu tử này nếu như nói lúc trước huyết ma có chút coi trọng lôi động. Vậy thì hiện giờ hắn cũng có phần tin tưởng vào lời nói của lôi động. Tỷ lệ tấn chức lên Nguyên Anh cực lớn. Bởi vì bản thân Nguyên Anh chính là do thần hồn ngưng tụ tiến hóa mà thành. Thần hồn càng lớn mạnh, tỷ lệ ngưng tụ Nguyên Anh đương nhiên cũng càng lớn. Hơn nữa, vạn bối dưới cờ duyên xảo hợp thâm nhận được vào trong u minh quỷ vực ngẫu nhiên cướp đoạt được một nhóm linh quỷ cực phẩm cùng với rất nhiều linh quỷ thượng phẩm có người nói đó chính là do quỷ vương ở khắp nơi trong u minh quỷ vực vờ vét lại dùng để kính tặng thọ lễ cho quỷ thế Lời động nói tự nhiên đó chẳng phải là việc gì tỏ tát cho nên hai quỷ tướng này của vạn bối đồng sáng cũng là cực phẩm linh quỷ còn mẹ nó chứ đây vẫn còn là người sao cho dù là huyết ma cũng đều thiếu chút nữa chóng mặt ngã xuống đất tôi còn nhỏ, chạy thoát khỏi u minh quỷ vực thì cũng thôi đi. Vậy mà còn dám đoạt đi thọ đế của u minh quỷ đế. Nhưng mà tiểu tử này đến tột cùng làm thế nào để trốn được? U minh quỷ đế chính là cường giả, có thể so sánh được với hóa thần cấp. Cho dù có đổi đài thành huyết ma hắn, thì cũng vẫn bị người ta giết dễ dàng như miết bàn tay. Trong lòng huyết ma rất hoài nghi, nhưng lại không thể không tin. Ngoài trừ như vậy, bằng không linh quỷ cực phẩm sao có thể xuất hiện một lượng lớn như vậy? Cho dù là trong u minh quỷ vực, linh quỷ cực phẩm cũng đều vô cùng hiếm thấy, là vật từ phi thượng trần quý. Tiền bối dường như đang rất nghi hoặc, vì sao vạn bối làm được như vậy chăng? Lôi động cười rộ lên hà hà. Điều này cũng không có gì. Vạn bối có một bằng hữu trì kỷ, chính là một đầu thượng cổ phi long. Thực lực cũng không ra sao, chỉ là một đầu thượng cổ phi long hóa thần cấp mà thôi. Chẳng qua hiện tại, hắn đang bế quan. Nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú, bạn bối có thể dẫn tiền bối đi gặp hắn một chút. Ngoài ra, Bạn bối cùng dạ xoa vương cũng có chút giao tình nhỏ nhỏ. Nếu gì muốn hắn hỗ trợ mấy việc như giết người, tuyệt đối không có lý gì để mà từ chối hết. Như vậy đã được chưa? Điền thật rồi, thế đạo này điên mất rồi. Việt mà có phần lùng lầy sắp đổ. Huynh đệ hóa thần cấp, sao tình cùng dạ xoa vương. Đây là việc một tu sĩ kim đan kỳ nhỏ nhỏ có thể làm được sao? Nếu gì đổi lại thành một người khác mà nói, huyết mà có chết cũng không dám tin. Thế nhưng thực lực bản thân lồi động này, quả thân cũng đủ đã biến thái, còn có thể sai khiến thiên ma, dựng thần tộc, thổ cự nhân. Trong tay còn có linh quỷ cực phẩm, số lượng rất nhiều. Nhưng điều đó cũng đủ để huyết ma hắn tin bảy tám phần, không dám kinh thường lôi động như trước nữa. Từ góc độ tâm lý mà nói, hầu như hắn đã coi lôi động đứng ngang hàng với vị trí của mình. lôi động khoe khoang một phen, tự nhiên không phải là thực sự muốn khoe khoang, mà là không ngừng nâng lên địa vị của bản thân trong lòng huyết ma, tăng lên đợi thế của mình mà thôi. Thấy rõ biểu hiện của huyết ma như thế, đội đồng liền đưa ra một liều thuốc mạnh chân chính. Chỉ cần tiền bối khẳng khái gia nhập vào trận doanh của vạn bối, vạn bối nguyện ý lấy đại lệ báo đáp. Ngoài ra vạn bối nguyện ý dâng lên một con linh quỷ cực phẩm để bồi thường. Hơn nữa một trăm năm, chỉ cần tiền bối nguyện ý nghe hiệu mệnh cho vạn bối của một trăm năm. Sau đó, bạn bối có thể giải trừ quỷ cổ cho tiểu bối. Lôi động bắt đầu đưa ra điều kiện. Nói thật rằng, lúc này huyết ma biết được lôi động có được bối cảnh cùng vốn tiếng mạnh mẽ như vậy. Mâu thuẫn trong lòng cũng không còn quá lớn. Nhưng dù sao, hắn vẫn rất khó tiếp thu như trước đây. Cho dù chỉ là 100 năm, có thể là có linh quỷ cực phẩm. Nhưng quả thực trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu dao động. Tiền bối, bạn bối đối với tiền bối coi như là đã đủ nhân đủ nghĩa rồi Sắc mặt tôi động bắt đầu trầm xuống vạn bối bởi vì nhìn vào việc chúng ta đồng tông mới ưu đãi như vậy tiền bối có thể nghĩ thử một chút trong tay vạn bối nắm giữ tài nguyên tù luyện dồi dào như thế nếu như tiền bối khẳng khái hợp tác tổng phái chúng ta nhận định sẽ cấp tốc phát triển mấy trăm năm sau cho dù thống nhất toàn bộ khang châu cũng không phải không có khả năng người thật tình gắn bó cùng âm sát tông sao trong ánh mắt huyết ma bắt đầu lộ ra một tia hy vọng nếu như người phát thể chỉ cần giới tiền đề tông môn không có lỗi với ngươi ngươi sẽ không phản bội vậy thì huyết ma ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi lôi động nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc thành khẩn lên tiếng tiền bối vạn bối tự nguyện gia nhập âm sát tông vạn quỷ quật sử tồn thế tử huỳnh đệ bằng hữu đều là người của tông phái nói cái khác âm sát tông vốn là nhà của vạn bối nếu như không có tình huống đặc biệt nào, vạn bối phản bội lại nhà của bản thân mình, vậy là có lý gì chứ? Huống chi, sở dĩ vạn bối quyết định sử dụng quỷ cổ trên người tiền bối. Một phần nguyên nhân cũng là vì tâm từ vạn bối không muốn làm giảm đi đực lực của âm sát tông. Bởi vậy, lời thề này vạn bối sẽ lập ra. Dứt lời lôi động điền nghiêm sắc mặt, từng câu từng chữ lập lời thề. Đợi đến khi lôi động hoàn thành xong thể ngôn, khi huyết ma nhìn về phía hắn, không khỏi đã có thêm vài phần thần cận. Trên thực tế, huyết mạch trung thành như vậy đối với tổng phái cũng là bởi vì có một phần nguyên nhân trong lịch sử. Từ đó, hắn chính là cô nhi, sau khi trải qua cuộc đời lận đận, bởi vì tư chất xuất chúng đã được sự tôn trong âm sát tông thù lưu. Mà hắn vì tu luyện huyết sát thần công, suốt đời nằm ác vô số, nếu như không phải còn có sự tôn bảo vệ, bao che, năm lần bảy đợt cứu giúp, hắn sớm đã bị cả khác diệt không biết bao nhiêu lần rồi nhập tông đã bảy tám trăm năm thế nào lại không có tình cảm sâu đậm đối với tổng phái được huyệt ma hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói đã như vậy lôi động người đưa quỷ cổ cho ta tiền bối đã hiểu rõ về nó chưa một khi sử dụng quỷ cổ trừ khi tiền bối thăng cấp thành hóa thần bằng không sẽ không thể nào thoát khỏi được sự khống chế của quỷ cổ đến lúc đó tính mệnh của tiền bối hoàn toàn bị vạn bối nắm giữ trong tay đấy lôi động lại nói rõ thêm một lần nữa <laughs> bản tôn tung hoành thiên hạ lâu như vậy, những sự tình người người oán trách ta cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Bật quá bản tôn lại chưa bao giờ nói ra mà lại không giữ lời. Sau khi huyết ma cuồng tiếng một trận, mới nghiêm sắc mặt nói với lùi động. ta thành người cũng là người có giá tâm, cộng thêm tài nguyên dồi dào, tiềm lực hùng hậu, tâm trí cùng ý chí đều thuộc hạng người quân chủ. Bản tôn đã rơi vào tay của ngươi, toàn bộ sinh tử chỉ bằng một ý niệm của ngươi, thần phục ngươi cũng không phải là không được. Dù sao ý niệm giữa ta và ngươi cũng không có xung đột. Bản tôn cũng muốn ầm sát tổng phát dương quảng đại, bao ân của tiên sư. Bản tôn ở đây cũng đồng thời nói thêm một câu, nếu như người có thể trong vòng trăm năm tiến đến nguyên anh, đến lúc đó bản tôn sẽ nguyện toàn tâm toàn ý tôn người làm chủ, bất kể thời gian, bất kể thiệt hơn, phụ tá ngươi hoàn thành đại nghiệp không điều kiện. Được, Nhận bối lời lẽ thống khoái, vậy thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Trên mặt của lôi động cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Trăm năm thành tựu nguyên anh, việc này quả thực rất khó, nhưng lôi động cũng bởi phần nguyện ý kiều chiến một chút. Cứ như thế, đợi đến khi huyết ma nuốt vào quỷ cổ, lại trải qua lôi động kiểm tra, quỷ cổ kia quả thực đã dung nhập vào trong nguyên anh của hắn, mới để cho huyết ma thử đi luyện hóa quỷ cổ kia. Dù sao quỷ cổ cực phẩm có thể không chế tu sĩ Nguyên Anh hay không, cũng chỉ là những điều mình suy đoán ra mà thôi. Nếu như không được trải qua sự thật chứng minh, đồ đồng ngược lại, tình nguyện lập tức tiêu diệt huyết ma còn hơn. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra trước mặt huyết ma được. Thành hay là không thành, chỉ có sau khi thử qua mới biết. Quả nhiên, huyết ma vừa thử luyện hóa quỷ cổ, con quỷ cổ kia liền lập tức phản phệ. Trong nguyên anh của hắn, lập tức truyền đến một cơn cắn xé thồn vệ không chút kiềng nề đau đớn đến mức mà kẻ cấp bậc như huyết ma cũng phải điên cuồng rít gào gầm lên sau một hồi lâu đợi đến khi lồn động cách không điều khiển cho quỷ cổ an tĩnh trở lại huyết ma mới dần dần hồi phục sắc mặt vô cùng khó coi bộ dáng tựa như nguyên khí đại thương huyết ma vốn cho rằng dựa vào ý chí cùng tu vi của hắn dù cho bị quỷ cổ này uy hiếp tính mệnh cho dù ít nhiều thì hắn vẫn có thể chống đỡ lại một phen, giảm bớt sự thống khổ. Nhưng sự thật lại chứng minh, đối với loại thống khổ này, huyết ma đã không còn muốn thử nghiệm lần thứ hai nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu nảy sinh sợ hãi đối với quỷ cổ này. Thay đổi đối với lôi động cũng không khỏi hạ thấp hơn vài phần. Quả thực trên đôi khi cũng không phải việc gì quá đáng sợ. Lôi động có thể nói cũng hào phóng, cấp cho huyết ma một ít đàn dược chữa thương cùng khôi phục bản thân của hắn cũng không tệ. Tuy rằng chẳng đáng vài đồng tiền, bản thân huyết ma cũng hoàn toàn có thể lấy ra được. Nhưng cái việc thù mua nhân tâm này vẫn cần phải nước chảy đá mòn, tiến hành chậm trái. Có thể khống chế được sinh tử của huyết ma, điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn khống chế được hắn. Một lúc nào đó, lão nhân ra, ông ta lại tiêu cực đỉnh công một chút, chẳng lẽ lại đẻ ra giết đi. Bởi vậy đô động cũng không thể keo kiệt đối với hắn, bỏ chút tâm tư ra, đều bồi dưỡng tình cảm, trung thành. Có đôi khi, một phần tâm ý thường thường sẽ thu hoạch được kết quả không tưởng. Về phần lời hứa cấp cho huyết ma một con linh quỷ cực phẩm, lội động cũng thẳng thắn nói việc này, ba tháng sau sẽ thực hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tổng cộng 5 linh quỷ cực phẩm của lội động đã sử dụng toàn bộ, cần phải có thời gian nhất định đi bắt âm hồn về tình luyện mới được. Sự tình bắt âm hồn Lôi động cũng đã cân nhắc hết lần này đến lần khác, hoàn toàn có thể tụ tập một nhóm tù sĩ kim đan tương đối sợ chết, dùng quỷ cổ khống chế bọn chúng, sau đó phái bọn chúng đi bắt âm hồn. Cái cớ chính là cùng lắm, thì nói rằng luyện chế quỷ cổ cần phải dùng đến rất nhiều âm hồn thôi. Đến lúc đó, trong tay mình sẽ có được linh quỷ cực phẩm cuồn cuộn không dứt. Giả như có được thời gian, cẩn thận kinh doanh mà nói. Lôi động tin tưởng, mình tương lai là tuyệt đối sẽ là một mảnh ruộng lớn, sáng rủa vô cùng. Đương nhiên, thu hoạch lớn lần này vẫn là từ trên người của huyết ma. Tuy rằng cơ hội một lần để dực không xuất thủ đã bị mình sử dụng, thế nhưng đổi lấy một huyết ma, trai đại vẫn có lợi lớn. Trong thêm bộ dáng lồi động có chút thỏa thuê mãn nguyện, huyết ma cũng nghiêm túc nhắc nhở: lồi động, người chưa có vinh pháo đắc ý, ẩm ra tông chúng ta. Tuy rằng ở khang châu này có thể sừng vừng sừng bá thế nhưng so với toàn bộ cửu châu mà nói, cũng vẫn có, có thể coi là một tông phái tương đối cường đại mà thôi. Nhất là đại càn châu trong cửu châu, diện tích của châu này gấp trăm lần so với khang châu, thế lực cường đại đếm không xuể. Lời tuy không dễ nghe, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây là do huyết ma đứng ở góc độ bền lồi động để nhìn nhận vấn đề. Với cấp bậc như lồi động hiện giờ, chỉ thỉnh thoảng cũng có nghe nói qua về đại càn châu. Thế nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ rằng đại càn châu hóa ra lại rộng lớn hơn khang châu gấp trăm lần vậy chẳng phải là tương đương với toàn bộ đại hoàng mạc sao địa phương lớn như thế lại là tu chân giới chủ đạo của nhân loại kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không hề thiếu nghe được tin tức chấn động này chân mày đôi động cũng kẽ nhíu lại trầm ngâm một lúc sau đó mới nói nghe nói lý diệu kia chính là đến từ đại càn châu à ánh mắt của huyết ma nhất thời nghiêm lại kẽ trầm ngâm rồi nói không sai tông phái mà lý diệu xuất thân là thái thượng tông cho dù là ở đại càn châu cũng có thể coi là một tông phái cường đại hưng thịnh lai lịch nguồn gông có thể bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ ngừng lại một chút hắn do sự giải thích lôi động nếu không phải kiên kỵ thực lực thái thượng tông vô cùng là cường đại mà ấm sát tông chúng ta lại có việc muốn nhờ bọn hắn ta cũng đã không thôi thôi được rồi việc này nếu như đã qua thì không cần nhắc lại nữa Tần sắc của lôi động bình tĩnh, phất phất tay rồi nói. Cũng không cần phải nhắc lại nữa. Chẳng qua lý diệu kia hoàn toàn không để âm sát tông chúng ta vào trong mắt. Lại còn mơ tưởng thê tử của lôi mỗ. Bất kể thế nào, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi động nói ra những lời này, hoàn toàn không nghe ra chút đùa giỡn nào. Nếu như thực lực phe mình còn thiếu, lôi động cũng dự định sẽ sử dụng tới nhân tình của giả soa vương kia. Huyệt mà có chút bất đắc dĩ nói, thiền lý thiền lý thật là thiền lý cái tên lý diệu đó trên cũng không có tiếc chẳng qua thái thượng tông huyết ma tiền bối đêm như ngay cả chút can đảm ấy cũng không có còn nói gì chuyện chấn hưng âm sát tông lôi động chắp hai tay sau lưng đôi mắt nhìn thẳng vào huyết ma hừng hực bức người hoàn toàn không bởi vì song phương có chênh lệch về giai vị mà có chút lùi bước cho đến tận một lúc lâu sau huyết ma bất trần có cảm giác dường như bản thân mình bị ánh mắt của lôi động áp chế, lòng tràn đầy hoảng sợ, liền gật đầu rồi nói, bất kể là như thế nào, hiện tại ta đã đáp ứng nghe theo lệnh của ngươi, chỉ cần ngươi chính thức hạ lệnh, ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời đâu. Sau khi bị quỷ cổ phụ thể, huyệt mà cũng rất nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Dù sao, nếu nhìn lôi động chết đi, quỷ cổ mà hắn tự mình luyện chế ra cũng sẽ lập tức thôn phệ thần hồn hoặc nguyên anh của người bị phụ thể tuyệt đối không có lý do nào may mắn tránh thoát được. Lôi đồng đối với phản ứng này mới coi như có phần thỏa mãn, bắt đầu dò hỏi huyết ma về thực lực của Lý Diệu kia. Sau khi nghe xong huyết ma kể lại, lôi đồng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Diệu kia đến từ Đại Cản Châu cũng không phải là loại ba đầu sáu tay có được khả năng thông thiền triệt địa. Sợ dĩ có thể hoành hành không hề cố kỵ tại Khang Châu, cũng vẹn vẹn chỉ dựa vào xuất thân tông phái của hắn mà thôi. Nói tóm lại, cái này cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ vô cùng bình thường. Quả thực Đại Càn Châu, địa vực rộng lớn, tổng phái cường đại đếm không xuể, đất rộng của nhiều. Tài nguyên so với Khang Châu thì phong phú hơn vô số lần. Số lượng tu chân giả của Đại Càn Châu, đồng sản cũng lên đến một con số kinh khủng. Thế nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường của Đại Càn Châu so với tu sĩ nguyên anh của Khang Châu, về phương diện một vài pháp thuật đình bảo cũng không có được ưu thế quá lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tu sĩ Nguyên Anh của Khang Châu là loại tu sĩ thuộc tầng lớp trên cùng. Cho dù Khang Châu thiếu thốn tài nguyên, nhưng cũng chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ hưởng dụng, tự nhiên sẽ không kém hơn bên kia quá nhiều. Lý diệu kia cũng chỉ là như vậy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là lôi động sẽ khinh thường lý diệu kia. Hơn nữa ngược lại, lôi động cực kỳ coi trọng kẻ này. Tu sĩ đi ra từ địa phương lớn, kiến thức rộng rãi, không biết chừng sẽ có những thủ đoạn giữ mạng không để cho bất kỳ người nào biết. Chủ nhân, dự không vẫn chưa từng lên tiếng, lúc này chủ động truyền âm cho lôi động. Lục trương nhận được ẩn trạch của chủ nhân, chẳng những giải cứu dự không ra, lại không ngừng dùng u minh quỷ khí để điều trị thân thể ta, giúp ta sớm ngày khôi phục thực lực, mà đáp ứng chủ nhân ba lần cơ hội xuất thủ. Lần đầu tiên chẳng qua chỉ đã theo chủ nhân đi ra hồ dọa người, cũng chưa thực sự động thủ, dự không cảm thấy hổ thẹn, dự không nguyện ý lên lần xuất thủ tiếp theo coi là cơ hội lần thứ ba. Trong lòng tôi động khẽ động, thầm nghĩ, nếu như có dược không xuất thủ, việc này quả thừng không còn sợ hở gì nữa. Nhưng ngoài miệng thì vẫn truyền âm nói. Dược không, nếu là sự tình đã ước định, tự nhiên nên tuân thủ lời hứa. Ta cũng dựa theo lời hứa, tìm cho ngươi một thân thể người thích hợp để cho người phụ thể hoán đổi nguyên anh của ngươi. Trong ánh mắt của dực không, lộ ra một tia thần thái khác lạ. Nếu đổi lại là những người khác, tất nhiên sẽ coi dược không hắn trở thành đô bọc trần chính, tùy ý điều kiện. Thế nhưng, hắn lại thế này. Sự tỉnh thần thể, tự nhiên còn cần chủ nhân hỗ trợ nhiều hơn mới được. Dược không, từ phía xa hành để nói, nếu như chủ nhân không muốn phá hủy lời hứa, vậy thì xin thứ cho dược không muốn nói một chút điều kiện với chủ nhân. Hy vọng sau khi dược không xuất thủ lần này, chủ nhân hỗ trợ tìm nhục thân là một thân xác có thể chất quang bình thuần túy trời sinh. Hơn nữa, về phương diện tư chất cũng khiến Dược không thỏa mãn. Thành sao? Lôi động kẽ nhau mắt, thầm nghĩ từ giờ trở đi, cái tên đi diệu ra mờ tưởng tịnh nguyện ngôn kia, chết chắc rồi. Điều kiện mà dược không nói tới kia, đối với lôi động thì cũng bằng không nói. Tuy rằng lúc trước chưa từng nói rõ chuyện này, thế nhưng đây tâm tính của lôi động cùng với việc sắp xếp cho lôi động trong tương lai, sao có thể tìm cho hắn một thân thể rác rưởi để trọng sinh được chứ? Nếu là có thể mà nói, lôi động thậm chí còn tình nguyện tìm cho hắn thân thể của một dược thần tộc nhân để cho hắn phục sinh. Hôm nay, giờ không đồng ý xuất thủ một lần nữa, bằng vào ba tu sĩ Nguyên Anh đến áp chế một tên, lại có huyết ma kia nội gian, thì dưới tình huống hữu tầm tính kế vô tầm, thì cho dù là lý diệu kia có bản tính thông thiên, thì chắp cánh cũng khó bay được. Việc này tạm thời chưa cần bàn vội, lôi động lại tận tình trấn an đám thổ cự nhân thụ thương một chút, đám thổ cử nhân tầm từ đơn thuần có có được người thân thiết với mình như vậy cũng dần dần đối với lùi động ngày càng trung thành tận tâm hơn đối phó lý diệu cũng không giống đối phó với huyết ma một khi sự tình xuất hiện đưa điểm sai lầm tận là rước đến sự trả thù kịch liệt của thái thượng tông việc này không liên quan đến địa vị của lý diệu trong thái thượng tông mà là liên quan đến danh tiếng cùng thể diện của thái thượng tông so sánh cùng con quái vật lớn ngang dọc khắp đại cản châu này âm sát tông không hề nghi ngờ chính là một con chim non đứng bên tại bàng khổng lồ đương nhiên thái thượng tông muốn đối phó với ẩm sát tông cũng không phải là sự tình dễ dàng như vậy dù sao khoảng cách giữa hai vùng đất cũng quá xa xôi ở giữa còn có vô ngân hải vực mênh bông khoảng cách cũng là không kém hơn so với giả soa nhất tộc đủ loại công tác chuẩn bị đang được ngậm tiến hành các kế hoạch mố cục của lôi động cũng lặng lẽ được triển khai xếp hàng đầu chính là kế hoạch dưỡng thành đại quân quỷ cổ. Cái thứ quỷ cổ này tuy rằng cũng có thể đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thế nhưng bởi vì căn cơ của bản thân quá mỏng, bất kể là thế lực danh tiếng hay là thực lực bản thân của Lôi Động đều khó có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ tầm cao khí ngạo ý chí kiên định thần phục hắn. Huyết ma kia chẳng có chỉ là ngoại lệ, nếu không bởi vì có đủ loại nhân tố nguyên nhân bên ngoài, vậy thì ngay cả huyết ma, Lôi Động cũng không có khả năng thần phục được hắn bởi vậy được chú ý chủ yếu của lôi động đều đặt hết lên trên người những tu sĩ trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ quy cổ này nếu chuyển đổi lại bị bạch cốt lão ma thu vào tay nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa ra được 10 khối khống chế một nhóm nhỏ tu sĩ kim đan kỳ mà thôi thế nhưng ở trong tay của lôi động lại có thể phát huy ra được hiệu quả đáng sợ không gì sánh được nguyên nhân chỉ có một đó chính là lôi động căn bản không thiếu linh quỷ cho dù là linh quỷ thượng phẩm đi chăng nữa dù là cho những tu sĩ trúc cơ kỳ dùng tới quỷ cổ, lôi động cũng chẳng cảm thấy đau lòng chút nào. Thiền đạo Minh không thuộc về một trong tám đại thế lực của Khang Châu. Thế nhưng khu vực chiếm cứ, đồng thời tập hợp tất cả các tu sĩ trong khu vực rộng lớn đó lại, cũng đã vượt xa bất kỳ một đại tông phái đỉnh cấp nào. Sở dĩ tạo thành tình huống như hiện nay, cũng bởi vì thiên đạo minh vẹn vẹn chỉ là tổ chức liên minh, chứ không phải là tông phái. Mà mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một. Đó là vô số tông phái, gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ trong khu vực này vì bảo vệ bản thân mà hình thành nên liên minh. Hơn nữa, thái độ trung lập chiến thuật ngoại giao chính là giữ khoảng cách đối với các đại tông phái, khiến cho bất kỳ một tông phái đỉnh cấp nào cũng đều không thể mạnh mẽ tới chiếm đoạt một cái bánh lớn là thiên đạo mình này. Thế nhưng đối với đội động mà nói, đây lại chính là một cái bánh ngon lành, thơm ngát, tuyệt vời đến mê người. Thiên đạo mình có trịnh gia cũng coi như là một gia tộc có chút danh tiếng. Gia tộc của bọn họ chính là xuất thân từ một đại tông phái, lấy thân vận kim đan kỳ, quay về cố hương thành lập một gia tộc tu chân. Trước sau lấy về tới hơn 100 thế tử có linh căn, không có linh căn, bắt đầu đâm chồi xẻ nhánh mà sinh thêm hậu đại. Đây là một sự tình mà bất kỳ lúc nào cũng xảy ra trên khắp toàn bộ Khang Châu, cực kỳ bình thường, cũng không dây lên bất kỳ gợn sóng nào cả. Hôm nay, hơn ngàn năm đã qua đi, tộc trưởng trịnh gia cũng đã đời đời thay nhau truyền thừa xuống. Hôm nay đã cảnh lá xung xuê, tộc nhân đồng đảo. Trịnh gia hôm nay, chỉ riêng đệ tử có linh căn, liền đã hơn một ngàn. Người truyền thừa huyết mạch từ người không có linh căn cũng nhiều hơn mười vạn. Những người này đã hình thành nên căn cơ hùng hậu của trịnh gia hiện nay. Có những người này, trong gia tộc sẽ cuộn cuộn không ngừng sản sinh ra những người có linh căn đây cũng chính là thủ đoạn sinh tồn của bất kỳ một gia tộc tu chân nào mấy ngày gần đây chính là những ngày đại hỷ của trịnh gia nguyên lai trong gia tộc có một trưởng lão cuối cùng từ trúc cơ kỳ cao dai đột phá được xiềng dây công cụm tấn chức thành kim đan kỳ bất kỳ kẻ nào từ trúc cơ kỳ tấn chức lên kim đan kỳ đều là một sự tình hết sức vui mừng cho dù là địa phương cường đại nhâm sát tông đối với tổng phái thì đó cũng là một tin tức vui vẻ chưa cần nói đến một gia tộc đã hơn trăm năm không xuất hiện được tu sĩ Kim Đan. Hơn trăm năm không xuất hiện tu sĩ Kim Đan, tự nhiên khiến cho gia tộc này vốn thực lực không kém, lại gặp phải chèn ép khi dễ khắp nơi. Cho dù là các đệ tử trong gia tộc, ra ngoài lăn lộn cũng phải chịu khinh bỉ khỉ nhục. Các loại sản nghiệp của gia tộc cũng trong hơn trăm năm này lần lượt bị xâm phạm, so với thời kỳ hưng thịnh thì ít đi tới chục lần. Mặc dù những điều này trong toàn bộ tu chân giới đều là những sự tình bình thường, nhược dục, cường thực. Thế nhưng, thực lực thiếu thốn, tự nhiên sẽ bị cả các khí dễ, không giữ gìn được gia nghiệp mà lão tổ tông đã truyền thừa lại. Thế nhưng trong lòng người trịnh gia cũng vẫn chất chứa một bụng nghẹn khuất thức giận. Hôm nay trưởng lão trịnh hùng thăng cấp kim đan kỳ khiến cho toàn bộ người trịnh gia nghẹn khuất đã lâu. Cảm nhận thấy ngày nở mày nở mặt không còn xa nữa như vậy cũng cảm thấy vui vẻ lắm. Bắt đầu răng đèn kết hoa, mời các tông phái gia tộc đến hành đại lễ, coi như là dương cao uy phòng của trịnh gia. Cùng lúc đó, thời gian đầu khi trưởng lão gia tộc tên là Trịnh Hùng thăng cấp, liền đi gặp lão tổ Kim Đan Hoàng gia, đối thủ một mất một còn của trịnh gia. Kết quả tất cả mọi người đều không biết, chỉ biết là sau đó trịnh gia đoạt lại được một mạch khoáng cỡ nhỏ 30 năm trước đã từng bị hoàng gia xâm chiếm cử động cùng với sự kiện này đã khiến cho sự ủng hộ cùng khí thế của Trịnh Hùng trong tộc, nhất thời còn vượt qua cả tộc trưởng Trịnh Gia. Nhân đã được vô số thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết trong tộc vô cùng sùng bái. Đối với việc này, tộc trưởng Trịnh Gia cũng có chút bất đắc dĩ. Ai bảo thực lực của mình không bằng người. Trên thế giới này, yếu nhược vốn chính là một lỗi lầm lớn nhất. Thế nhưng không một ai có thể ngờ được rằng, một ngày trước khi cử hành chúc mừng trong tộc, trong bản thất Trịnh Gia, Trịnh Hùng kia diện mạo như trung điên, hưng phấn khí thế, lại đang cung kính khom lưng hành lễ về với một nữ tử kiểu diễm và thần bí. Thành đại nhân, thuộc hạ đã an bài tốt tất cả mọi thứ, trừ một số ít người đối với trịnh gia có oán hận chất chứa quá sâu, không thèm để mặt mũi trịnh gia. Những tân khách khác đều đã lục tục kéo đến. Nữ tử kia bộ dáng uể oải, lười biếng dựa vào ghế thái sư. Thần thái trong lúc đó tràn ngập kiểu mị, nói không nên lời. Nhất là quần mặt bị che khuất, bởi phần nửa một chiếc mặt nạ kim loại lại tăng thêm cho nàng vài phần nguy hiểm cùng kiểu diễm. Hơn nữa còn có một tu sĩ kim đan mà khi cuồn cuộn, thân thể bao phủ trong hắc bào, không nhìn rõ khuôn mặt, trang nghiêm đứng thẳng hầu hạ bên cạnh nàng, vô cùng cung kính, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bất luận là Trịnh Hùng hay là gã kim đan hắc bào kia đều vô cùng rõ ràng thủ đoạn ác liệt của thành đại nhân trước mắt này. Đừng thấy cô nãi nãi này bình thường để lộ ra bộ dáng kiểu diễm như nước, dịu dàng như thiếu phụ nhà bên. Nhưng một khi cô nãi nãi này nổi bão tố, quả thực khiến cho kẻ khác cảm thấy lồng tóc dựng đứng. Dùng bốn từ mỹ nhân rắn rết để hình dung nàng, quả thực cũng không thể quá phận. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, mà ngay cả là vài viên đại tướng thuộc hạ còn lại của lội độc Đối với thành đường tử cũng đều vô cùng sợ hãi. Bình thường không dám trêu chọc tên nàng. Bảo tọa bảo người thu thập những hải đồng có tư chất thượng đẳng dưới mỗi tuổi đâu rồi. Thanh đương tử kiểu mị mà lạnh lùng nói. Thu thập những hải đồng có tư chất thượng đẳng cũng là một trong những kế hoạch của lội động. Nếu như muốn hoàn toàn dựa vào quỷ cổ để khống chế những tu sĩ trúc cơ kỳ, kim đàn kỳ thành niên, quả thực trong thời gian ngắn cũng có thể nhanh chóng bành trướng thế được Nhưng mà trung quy, đó cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, nhóm người này cũng khó có thể trọng dụng được không thể trở thành nòng cốt được. Lôi động trong tay nắm giữ vô số tài nguyên, hoàn toàn có thể đào tạo ra một nhóm thành viên nòng cốt. Đối với hắn, trung tâm như một, thực lực cường đại ngay từ khi còn nhỏ. Sở dĩ cần những hài đồng dưới 7 tuổi, cũng bởi vì những hài đồng trẻ tuổi này dễ dàng dạy bảo, tương lai cũng sẽ trở thành những nhân tài đắc lực dưới tay của lôi động. Nhưng việc này cần phải có một ít phạm nhân thay hắn đi làm, như vậy quả thực cũng có cảm giác cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng đối với tu chân giả thì lôi động mà nói, vài chục năm hoặc giả thời gian vài trăm năm, hắn hoàn toàn có thể chờ đợi được. Đại cảnh giới kim đàn sơ kỳ hiện tại của hắn mà tính, tu luyện Tây Nguyên Anh Kỳ cũng không phải đã dự tình 10 năm, 8 năm có thể làm được. Trong vòng trăm năm có thể thành công tù luyện tên Nguyên Anh, vậy thì đã là vận may của lôi động rồi. Lời này vừa nói ra, cũng khiến trán của Trịnh Hùng toát mồ hôi, vội vàng không đường nói. Việc này, thuộc hạ còn đang tìm hiểu. Ngài phải biết rằng, thuộc hạ hiện tại cũng không phải là tộc trưởng trịnh gia. Rất nhiều sự tình, nếu như thuộc hạ làm sẽ nảy sinh rất nhiều bất tiện. Kết quả chọc giận cô nãi nãi này, quả thân hắn biết vô cùng rõ ràng. Tự nhiên lão tổ kim đàn của hoàng gia kia không biết điều, cho nên... Thành đường tử có phần giận dữ, lạnh lùng nói. Phế vật, người đường đường là một tu sĩ kim đan, vậy mà làm việc lại do dự rụt tre, dài dòng lề mề. Bản tọa có cần phải cân nhắc tìm một người phát ngôn khác hay không đây? Thanh đại nhân, Trịnh Hùng sợ hãi tới mức lập tức quỳ lại, sắc mặt thấp thỏm lo âu nói. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không... Trong vòng 10 ngày, thuộc hạ sẽ đưa ra danh sách, xin Thanh đại nhân hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Trịnh Hùng, người cần phải hiểu rõ, chủ thượng ban cho người tài nguyên bảo bối nhiều như vậy, không phải là để cho ngươi làm một kẻ bất tài. Thanh nương tử cũng không phải không biết đến đạo lý cường nhu cùng lúc. Thanh ngầm cũng có phần hỏa hoãn một chút. Thổ đoạn của chủ thượng, người còn không rõ ràng sao? Một khi lão nhân ra ngài trách tội xuống, bàn tòa cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng đi tìm chết với người mà thôi. Về sau làm việc phải dụng tâm một chút. Khi nó đến nửa câu sau, thanh ngầm của nàng cũng nhịn không được, có chút run rẩy, phang phất nhìn đối với chủ thượng kia vô cùng sợ hãi. Vâng vâng, thuộc hạ nhất định sâu hết tâm lực, dụng tâm cống hiến cho chủ thượng. Thanh nương tử nói như vậy, khiến cho Trịnh Hùng cũng sinh ra ấn tượng phi thường kinh khủng đối với vị chủ thượng thần bí có lượng kia. Vị chủ thượng có thể khiến cho thanh đại nhân sợ hãi, đến tột cùng là một tồn tại đáng sợ tới nhường nào. Hắc bảo ngược lại cũng đã từng lén lút nói với hắn một chút, chủ thượng gần đây dường như muốn tiêu diệt một tu sĩ nguyên anh kỳ ngỗ nghịch với hắn. Điều này khiến cho Trịnh Hùng vốn là kẻ vô cùng sợ chết đối với vị chủ thượng thần bi kia càng kính nể không thôi. Ngày kế tiếp, khánh điển của Trịnh Gia được cử hành đúng như dự kiến. Trong thiên đạo minh, vô số tần khách của các gia tộc tu tiên lớn nhỏ đều tụ tập tại Trịnh Gia trong trọng sơn thành. Không dưới mấy nghìn người đều quy tụ về một nơi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số trong số đó đều đã tu sĩ luyện khí kỷ. Một bộ phận là trúc cơ kỳ, còn có tu sĩ kim đàn kỳ, phèn phèn chỉ có hai người. Đó cũng là hiện trạng của các tu sĩ trong thế giới này. Số lượng nhiều nhất là quần thể khổng lồ nhất. Cho tới bây giờ, vẫn chính là tu sĩ luyện khí kỳ. Lấy cấp độ cùng địa vị như trịnh gia ngày hôm nay, có thể mời tới được hai cả kim đàn đến chúc mừng, đã xem như rất có thể diện rồi. Tự nhiên, một bộ phận người trong số này cũng không phải là cách mời của trịnh gia trong đó không thiếu tầng lớp tán tu nghe tin mà đến. Tán tu luyện khí kỳ này tuy rằng là tầng dưới cùng của thế giới tu chân, những ước muốn dãy dụa bò lên được tầng cao so với đám đệ tử tình anh của Đại Tông môn còn tha thiết, còn dục vọng, còn cố gắng hơn rất nhiều.